Gốm Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Gốm sinh nhật bên em hôm nay sẽ lên rất là nhiều sản phẩm đẹp nha anh chị. Và mong rằng anh chị nhớ đăng ký kênh nha, để khi mẹ em lên những sản phẩm mới thì sẽ gửi thông báo đến cô chú anh chị. Bên em thì sẽ có hai số điện thoại có niêm yết trên kênh 0935245244 và một số nữa là 0913330469 anh chị nha. Anh chị video hôm nay anh chị yêu thích sản phẩm nào thì gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về giúp Zalo qua hai số điện thoại này anh chị. Rồi, em sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên cho anh chị hôm nay, đó là một cái bình, một bình hoa cutani. Một bình hoa cutani nha. Chuyện ký là ok rồi. Những cái dòng cutani này thời điểm trước dịch thì giá trị nó rất là cao anh chị. Cutani này là cutani gấm. Họa tiết nó là sẽ vẽ hoa mẫu đơn, hoa đào và những con chim đang bay lượn. Cái này tượng trưng cho mùa xuân, phú quý sum vầy. Rất là đẹp luôn. Dòng cutani gấm này nó rất là vip nha anh chị. Đây, gấm ở phía trên miệng của bình. Rất là đẹp luôn. Họa tiết này là về nghệ nhân họ sẽ vẽ tay nổi. Nghệ nhân vẽ tay nổi. Miệng bình là 11. Cao đến miệng bình là 25. Miệng 11, cao là 25. Và vòng bụng anh chị, vòng bụng của bình này là 55. Vòng bụng 55 dòng cutani gấm. Viền ở phía trên miệng là vẽ lít cơ vàng anh chị, vẽ lít cơ vàng. Cái này dòng này là anh chị trưng đề co hay là cắm hoa đều rất là ok nha. 800k mã bình hoa cutani này. 800k chốt giúp em mã L1 anh chị. L1 800. L1 800. Em có tiếp cho anh chị đó là một đôi bình. Đôi bình lam nha anh chị. Bình này họa tiết nó là vẽ lăng. Vẽ lăng nha anh chị. Trên đấy là có chuyện. Cái này em có số lượng một đôi nha, mà anh chị chốt một chiếc hoặc là một đôi gì cũng được anh chị. Dòng này là men lam nha chị, men lam. Đường kính miệng là 4, cao là 32. Những cái dòng này là miệng nhỏ. Những dòng này miệng nhỏ nha chị, 300k một bình và em có số lượng một đôi. Đó, anh chị chốt một bình hay là hai bình gì thì báo lại em nha. 300k một chiếc mã L2. L2 300. Em có một đĩa trưng. Em có một cái đĩa trưng này là đĩa vẽ họa tiết nó là rồng nha anh chị. Ở trong lòng, ở trong đĩa này thì sẽ vẽ 9 con rồng. Đó. 9 con rồng nha, mặt sau của đĩa là có truyện. Và em cũng báo rõ với anh chị là cái này là tàu nha anh chị. Tàu, cốt này là cốt nặng. Đó. Những hàng này là hàng xuất nha, giá trị nó cao. Đường kính đĩa này là 36. Và anh chị chốt mã sản phẩm này thì em sẽ tặng kèm một cái kệ nhựa và để trưng đĩa nha anh chị. 300k mã đĩa này. Chốt giúp em mã L3 nha, L3 300. 300k mã L3, một cái đĩa rồng, nói chung là rất là đẹp luôn. Mã L3 300. Rồi em có một cái mẫu chén này anh chị.
Em có một cái mẫu chén này sử dụng để anh chị ăn cơm, ăn cơm, ăn cháo, ăn súp là vừa nha. À, chén này thì em cũng có số lượng rất là nhiều luôn. Em có số lượng nhiều. Viền của nó là viền sô-cô-la. Viền sô-cô-la nha chị. Viền sô-cô-la. Những cái dòng này là mới chưa qua sử dụng nha anh chị. Cái form chén là form Việt Nam à, kiểu dáng là Việt Nam, nhưng mà cái này chuẩn 100% của Nhật. Anh chị yên tâm về chất lượng bên em nha, không có chuyện. Đường kính miệng chén là 12 và cao là 6. 12 cao 6 nha anh chị. Rồi là 12 cao 6. Em có số lượng là khoảng tầm là gần 20 chiếc nha. 280k 10 chiếc nha anh chị. Mỗi chén này sẽ có giá là 28k 1 chiếc nha anh chị. 280k 10 chén. Và em có số lượng là 10, nói chung là khoảng tầm là 20 chiếc. Anh chị chốt mấy chiếc thì báo giùm em. L4 28k 1 chiếc. L4 nha anh chị. 28k 1 chiếc. Siêu đẹp luôn. Rồi em có tiếp cho anh chị làm một cái đĩa mộc. Một cái đĩa mộc này, và anh chị làm một cái khay đựng trà hay là một cái dầm trà gì cũng rất là ok nha. Đây, mạch sâu nè. Những cái dòng này là hai đáy, nó không có chuyện nha chị. Mộc này là không có chuyện. Trong lòng này là xoắn ốc. Cốt này là cốt nặng dày nha. Mộc rất là viết luôn. Đường kính là 30 nha anh chị. Đường kính là 30. Rồi cái này đĩa mộc VIP nha anh chị. 200k mã đĩa này. 200, chốt cho em mã L5. L5 nha anh chị, 200k một cái đĩa. Này anh chị mộc. Những cái này anh chị có một cái bộ trà mộc thì mình làm cái dầm trà rất là ok luôn. Mã L5 200. Một đôi chuế. Một đôi chuế nha anh chị. Đôi này thì em có là số lượng một đôi, thì anh chị chốt một chiếc hay là một đôi gì thì báo lại cho em nha. Đây. Đây anh chị. Đôi này sẽ là vẽ họa tiết những cô gái Nhật đang tham gia một cái lễ hội, một những họ mặc những cái bộ đồ kimono rất là đẹp luôn và có truyện tí nha. Những cái dòng này thì về anh chị trang thần tài thì anh chị để muối để gạo ok, hay là anh chị để trưng đề cao cũng được nha. Cao là 17 nha anh chị. Mỗi bình này, mỗi chuế này sẽ có giá là 200k một chiếc nha anh chị. 200k một chiếc, chốt giúp em mã L6. L6 200k một chiếc, em có số lượng là 2 chiếc nha. L6. Rồi, một mã này là em có chung uống trà. Chung uống trà. Chung này nó là men lam. Những cái trắng này nha anh chị
là không phải là vết mực mà nghệ nhân họ sẽ làm khuyết vào ở bên trong luôn nha, khuyết vào ở trong luôn, chấm bi, không có chuyện. Chén này, chén ly này thì em có số lượng rất là nhiều luôn, và anh chị uống trà hay là anh chị trong cái những cái mâm cúng của gia đình anh chị múc chè đó, mình sử dụng cái này để múc chè cũng được, nhìn nó rất là sang nha. Đường kính miệng 8, cao là 5. Em có số lượng và mỗi chung uống trà này sẽ có giá là 20k một ly nha. 20k một ly. Mã L7. L7 20k một chiếc. L7. Đôi bình VIP này nữa nè chị, có một đôi bình VIP, cái này em có số lượng là một đôi nha anh chị, một đôi, nhưng mà vì là cây like của em nó bị ngang, thành ra em sẽ lên một chiếc để anh chị tham khảo mẫu, rồi em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp qua Zalo cho anh chị nha. Đó, nói chung là em có số lượng một đôi, phong này là phong lục giác, dòng men lam vẽ tây nha. Đây, form bình nha anh chị, form bình này là form lục giác, họa tiết nó là sẽ vẽ cảnh sơn thủy núi rừng. Rồi, mỗi mặt này là sẽ vẽ mỗi họa tiết khác nhau anh chị, rất là đẹp luôn. Anh chị nha, bình này là trôn đấy là đều có truyện ký hết anh chị, đều có truyện ký hết. Cốt này là cốt nặng nha, phong lục giác, sơn thủy hữu tình. Đường kính miệng bình là 19, cao là 64. Miệng 19, cao 64, vào vòng bụng. Vòng bụng của bình này là 77 nha chị, vòng bụng là 77. Một đôi này sẽ có giá là 3.800.000 nha. 3.800.000, chốt giúp em mã L8. L8 3.800.000 một đôi bình lục giác lam này. Mã L8. Rất là mê luôn. Phẩm này cho anh chị, em có một cái bình có nắp hay là một cái chế gì cũng được nha anh chị. Những cái dòng này là xưa, báo rõ với anh chị là cái này là xưa nha. Truyện này nha anh chị, truyện thì nó sẽ ở phía trên thành của bình. Cái này báo rõ là cái này là tàu xưa nha anh chị, tàu xưa. Tàu xưa. Đây anh chị nha, họa tiết của nó ở trong này là vẽ tích người. Vẽ tích người nha chị, cây tùng. Những cái hàng xưa này thì em cũng báo rõ là nó sẽ có độ ngấm men nha anh chị, có độ ngấm men. Cốt này là cốt cực kỳ nặng luôn. Ở dưới chôn đấy là không có truyện nha anh chị, nó chỉ có truyện ký thì ở phía trên này.
hai bên, ủa xin lỗi anh chị, bốn bên này là tứ trụ nha, tứ trụ lăng. Và một điều đặc biệt nữa là ở phía trên nắp này nha anh chị, cái này nó sẽ có nắp. Nắp này thì sẽ vẽ ba con chim hạc ở trên này. Đó, vẽ ba chim hạc. Rồi em đo kích thước nha. Đường kính miệng bình. Bên này có đường kính miệng là 14. Miệng là 14 và cao đến nắp anh chị. Cao đến nắp này là 38 nha. Cao đến nắp là 38. Và vòng bụng. Vòng bụng của chế nha. Vòng bụng của chế này là 106 anh chị, 106 là vùng bụng trên 1 mét rồi. 2.400.000 mã chế này. Xưa nha. 2.400.000 mã L9. L9 2.400.000 L9. Rồi một mã sản phẩm này là em có một đôi bình. Đôi này cũng báo rõ là tàu xưa nha anh chị. Có truyện ký. Nó sẽ là vẽ họa tiết, nó là hai con rồng song long. Viền là viền sô-cô-la nha. Cốt này là cốt xưa rạn nha chị. Nó sẽ có đủ mắm men. Đường kính miệng là 8, cao là 18. Miệng 8, cao 18. Các em có số lượng một đôi. Và mỗi bình này sẽ có giá là 200.000 một bình nha. 200.000 một bình. Mã L10. L10 anh chị. 200.000 L10. L10 200. Rồi em có một cái mã sản phẩm. Có một mã sản phẩm này là em có chén ăn cơm. Dòng này là dòng thấu quang nha anh chị. Thấu quang. Và em cũng báo rõ cái anh chị là cái hàng này là hàng tàu nha anh chị. Mắc in China. Những cái hàng này rất là VIP luôn. Đó, chén này là chén thấu quang hạt dưa. Ở trong lòng là vẽ họa tiết là rồng. Men lao vẽ tay nha anh chị, 100% luôn. Mắc in China. Những cái hàng này thì trước kia nó được săn lùng rất là nhiều luôn anh chị. Đường kính miệng. Miệng là 11.5, cao là 6. 11.5 cao 6 nha. Chén này em có số lượng 20 chiếc. Em có số lượng khoảng tầm là 20 chiếc đó. Và nó sẽ có giá là 40.000 một chiếc. Mã L11. L11 40.000 một chiếc L11. Và anh chị cái cốt. Cốt của chén này là cốt nặng dày nha. Rồi, mã L11 40.000 một chiếc. Rồi em có một cái bình Âu. Một bình Âu nha anh chị. Họa tiết nó là nổi. Họa tiết nổi anh chị. Cái này form của nó giống như là một cái bình rót. Nhưng mà thực chất cái bình này rót không có được nha anh chị. Rót không được. Nó sẽ có một quai cầm này. Những dòng này về anh chị trưng đề co. Rất là đẹp luôn. Men chảy. Men chảy nha. Cao. Cao là 29. Cao 29 nha anh chị. À cái này là có truyện. Phía dưới này là có truyện nha. Đẹp cực kỳ luôn. Và mã bên này sẽ có giá là 650.000.
650k nha chị, 650k mã bình này. L12. L12 650k. Và những sản phẩm hôm nay em lên like nha anh chị. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo giúp bên em qua số điện thoại có niêm yết trên kênh nha. Và like của em đến đây kết thúc. Hẹn anh chị like sau. Cảm ơn và chào tạm biệt anh chị.